Theo Bộ Y tế, từ 12 giờ đến 18 giờ, cả nước có 65 ca mắc mới, bệnh nhân 8.683 đến 8.747, trong đó có 5 ca cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại Tây Ninh, 3 ca, Kiên Giang 2 ca và 65 ca ghi nhận trong nước, trong đó 59 ca được phát hiện trong khu cách ly hoặc khu đã được phong tỏa. Cụ thể, tại Bắc Giang có 31 ca, Bắc Ninh 18 ca, Thành phố Hồ Chí Minh 11 ca. Với 65 ca mới này, số mắc COVID-19 cả nước tính từ đầu dịch là 8.682 bệnh nhân, trong đó có 7.131 ca ghi nhận trong nước và 1.551 ca nhập cảnh. Riêng số ca mắc mới từ ngày 27 tháng 4 đến nay là 5.561 ca. 15 tỉnh gồm Yên Bái, Quảng Ngãi, Đồng Nai, Nghệ An, Quảng Ninh, Quảng Nam, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Đắk Lắk, Nam Định, Hòa Bình, Tuyên Quang, Phú Thọ, Sơn La và Ninh Bình đã qua 14 ngày không ghi nhận trường hợp mắc mới. Bộ Y tế cho biết thêm, cả nước có thêm 58 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh, nâng số ca điều trị khỏi là 3.368 ca. Số lượng xét nghiệm từ 29/4 đến nay đã thực hiện 1.645.926, mẫu cho 3.383.508 lượt người.